Lý Mai. Quá, này chào mừng chị bác sĩ. Năm nay may mắn rồi, già sức khỏe. Giúp các em rồi cho 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 các em tuổi anh, chúc anh sao? Thank you, thank you. Cứ năm nay sức khỏe vượt vô biên rồi. Đây là cái nhận nước của hai lần cần tốt để lấy may mạnh khỏe. Sao tới? Không không không, anh chào mừng tuổi, cứ dùng giấy thôi nhỉ? Mui, 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 thêm một luân nữa nhá. Luân thì năm mới của mình năm nay. Năm nay lên 6 tuổi. Năm bạc kiến của mẹ con chồng mạnh khỏe nghỉ. Ba được trả lời không? Làm chiến diệu. Ba mặc khẳng là mặc quyền. Cố gắng cùng với mọi người chiến đấu. Phải thở đều mới bình tĩnh là mình ấy được. Chưa. Hình như thở hơi kém sao nhỉ? Kém, thở rất kém. Sợ nhất là cũng xúc động. Bu rất là phấn khởi. Nào, con xếp tiền cho Bu nhá. Xếp tiền còn lại. Mày tốt thì gì? Sao không thấy thở phì phì nữa nhỉ? Được rồi. Đây tiệc mừng tuổi của bà, và hứa bà cho cháu Bình đây, đến đây cho cháu bàn giao cho cháu Bình đây, 93 tuổi. Bây giờ là 0:10. Thấy vẫn khởi ngày mùng 1 Tết năm Nhâm Thìn. Gần như là Tết cuối cùng. Anh em mình có mẹ. Đều mạch đều mà mạch mạch lắm. Thở mà qua mồm ít thì nó có qua cả mũi. Mà nếu thở há mồm tôi là không qua mũi. Ôi trời quá rồi. Những mặt xúc động này nhé. Lúc chậm lúc giờ là cười liên tục ấy chứ. Còn nhá. Đúng rồi. Lúc giờ môi là cười liên tục. Nhưng mà mạch bình thường không sợ cả nhỉ. Mạch tốt. Chỉ không nói được ra thôi. Mạch tốt lắm. Quả này á, ngày mai ăn uống bình thường nữa thì đẹp. Mùng 6 vô tư. Vô tư, nhưng mà nếu mà bữa này bữa ăn ấy thì là hơi mệt. Ừ, đấy thì sợ. Nhưng mai vẫn ăn tiếp thì được anh. Đêm mà ăn tiếp thì là anh cơ. Đêm nay là biết ngay. Ngủ rất dậy không khỏe. Đêm nay mà phải ăn là biết ngay. Tôi nghe là sau ngày mắt đẹp cũng. Anh nhìn xem nè. Đứng cận. Đứng cận. Ông nhìn bán thế này. Năm nay bán lại cổ trên đẹp hơn. Trong ngoái nó bán ở trên ngoài, nhà sang nhà. Sang năm mà có lễ nhận họ thì của bác cứ gửi bóng ảnh nhá. Cứ gửi bóng ảnh vào, cứ gửi bóng ảnh.
Bác nhỉ? Mạnh đông, mạnh đông. Xúc động. Xúc động đấy. Quả là quả do cái quả thứ kia đấy. Quả đấy. Mong muốn là lên 93 mà. Không phải nói là chúng mình tạ ơn cái nghị lực của cụ đúng không? Không có cái nghị lực của cụ thì hôm nay nhau chúng mình cũng ngồi đây. Cụ vẫn ngồi đây. Cụ vẫn ngồi đây thôi nhưng mà mệt quá, cái tàu nó chuối khô. Đây là phấn khởi. Ui. Bác Huyền đấy, bác anh chúc Tết vui đấy. Bác điện dạ. Chúc Tết đấy. Mùng 2 bác xuống. Mùng 2 bác xuống. Mùng 2 bác xuống. Sao lại đi vợ ấy? Vệ tỉnh đi. Nhìn chúc con gái này. Có đồ nghề ở ngoài này. Sáng nay có việc làm nhé. Sáng năm lấy chồng, ăn một tiền lấy chồng. Sáng năm lấy chồng. Sáng năm lấy chồng. Dần đến dần. Cháu xin bà. Khi em lại. Bà xúc động. Chúc sức khỏe bà. Thôi, cháu chúc bà mạnh khỏe. Sống lâu vợ cháu với các bác nhé. Thế bây giờ mới hỏi bà cháu xin bà truyền một tuổi. Bác nhầm. Em tuổi cháu này cháu cầm này. Cháu ngoan thì chịu khó học hành rồi công tác tốt thì bà cho cái gì bà cũng cho. Tim đập mạnh. Tim đập mạnh. Biết cháu xin bà rồi nhá. Tim đập mạnh. Theo đúng tinh thần của cụ là mừng ai thì đưa cho người đấy. Cốt là tấm lòng bao nhiêu cũng được. Bu mở mắt lên rồi. Bố nhìn con cháu như thế nào? Thế là bố mở rồi. Được rồi, thế thôi. Thôi bây giờ để cho bố ngủ một tí nha. Chúng mình ra ăn bánh kẹo đi nha. Con cháu ăn bánh kẹo, bố ngủ tí nha. Hay cho bà ngửi một tí hơi bánh kẹo. Cái thơm thơm tí. Mất gừng cho nó ấm ấm. Người tí. Không, cái bánh gì nó mùi thơm. Cái bánh gì đi. Thấu là cho mồm. Đúng. Không cho mồm. Bánh kia cho người. Chỉ ngửi thôi. Mà mồm nó vít cái chết mình ăn còn. Họ vui vui ăn miếng bánh nào. Được chưa? Đấy. Rồi. Tượng trưng rồi. Thôi. Đấy, muốn thức ăn rồi. Vua sữa nhá. Buôn sữa nhá. Buôn sữa nhá. Ừ rồi. Em cho. Buôn sữa nhá nào. Quá mồm nào. Đấy. Thôi buôn nuốt đi. Thôi đấy. Chấm tí thôi nhé, để vào tí đeo vào cái ờ trên đỏ. Có tí. Ấy, mình cho cái tí nước thôi. Nước đây này. Đặt người đặt. Để mua ăn tí chè. Dạ cũng giao thừa đi, nhà nó đây mua. Mua. Cứ cho tí. Cứ tím cứ để ngoài đấy, tôi không ăn được bây giờ. Đây rồi, đây rồi. Cứ xả cái hột này. Cái hột cả mẹ xuống đi. Tôi cũng xả cái bác con này, để cái bác con nó đẹp, ăn ngon đi. Có vẻ đây. Mua chè cho thừa nhà nó đây. Bố ăn đi. Cho thừa đấy, chè cho thừa đấy. Ngon. Nữa. Đấy. Ông đó này, các ông các bà nhìn này. Đấy. Con ngoài mua ăn chè. Mua chè cho thừa. Để chú đút cho vùng nữa. Cho bác đút đấy. Ở đây. Chè cho thừa không ạ? Chè cho thừa. Năm mới này, chè này. Thôi. Tí rồi. Kìa lưỡi kìa. Ui. Cháu.
Nhai những cái đùa đâu. Nhai nhé, tụi nhai đấy, rồi rồi, yên tâm đi. Tụi không sợ. Đi cho tụi tí. Tụi tí nào? Làm mới tí cho nó có hướng của. Làm mới. Đó, ngon quá. Ngon quá. Nhớ nhé. Kìa. Bu nuốt đi đã, bu nuốt đi đã, bu nuốt đi đã. Mà thôi bu ăn tạm nuốt thế thôi. Mà nó lạnh. Bu nuốt đi. Bu nuốt ăn dậy. Em rồi. 0:30 ngày 1 tháng 6. Bu nuốt đi. Bu nuốt đi. Bu nuốt đi, bu nuốt đi. Canh thì năm bu nuốt đi. Đấy, bu nuốt rồi. Tốt rồi. Rồi, bu nuốt nào. Bu nuốt đi. Con sợ bu nghẹn con cho bu tí một thôi. Nào, nào, bu nuốt đi. Rồi, bu nuốt đi. Rồi. Rồi, bu nuốt đi. Rồi, bu nuốt đi. Cái sao sao cực khổ. Rồi, bu nuốt đi. Rồi. Rồi, bu nuốt đi. Đấy. Chân gà mà bị giết trong một tí. Khá nhau nha, khá nhau nha. Ngày mai khác. Vâng, ngày mai thì con đi sẽ ngay cho chị. Nào, uống nước đi. Nhưng mà chúng tôi ở cơ quan này đi giết như thế này đi xem nó cũng gọi. Uống nước đi. Vâng. Uống nước đi. Tỏ ra là thích thấy lắm. Vâng. Uống nước đi, uống nước đi. Uống nước đi con ạ. Uống nước đi con ạ. Uống nước nào. Nhưng mà không gọi được 2 tháng phải quất một chút. Dạ. Không gọi được từ 12 tháng của năm tới. Người ta đầu năm này người ta xem. Một cô nuốt lần tí một hả? Uống nước nào. Uống nước nào. Uống nước thì cho nó khỏe cuộn. Tính bỏ cái tay tính lùn xuống một tí. Uống nước nào. Rồi uống nước đi, uống nước đi. Biết nó ngang bùi bà nó đấy rồi con lại cho bú tiếp này đấy bú nó đi rồi có phải anh chị à có tí nữa tôi xin phải không làm ngát đi làm ngát rồi rồi bú nó đi bú nó đi. Giống cái khăn ở chỗ này của bà ấy. Nó chậm chạp ấy. Ừ. Bà chỉ biết cái này, cái giấy khăn. Thế so với cái lúc hôm qua chống mãi còn phải ấy. Nói là lúc chị em mình cho là má uống, uống nó đi, uống nó đi. 8 giờ đúng ngày mùng 1 Tết năm Nhâm Thìn. Bu của chúng ta không chấp nhận uống thuốc buổi sáng, không nuốt được nữa, mở mắt, 8 giờ sáng ngày mùng 1 Tết năm Nhâm Thìn, đầu sát vào tí, hay nhất, chưa cần, u vào tới chữ Y. Tôi nghĩ chỉ trong ngày hôm nay thôi. Tôi nghĩ chỉ trong ngày hôm nay. Để muốn nhìn tới như thế nhưng mà tay nhưng mà phải chiều. Ngày một Tết. Theo cái tình hình sức khỏe hiện nay thì mà cứ quay xuôi ra. Chiều ra, không tới thì quay ấy thôi, tôi cũng quay gần đâu. Không lắm. Tới thì quay. Không có gì đâu, vừa mình vừa bắt lên. Bắt đầu ngủ, bắt đầu tháo cống rồi. Bắt đầu con rồi. Thế cũng là thành công mới mà. Đi rồi. Mua đi mông cách nó buồn với lại. Bà man nó biết. Quyền nhưng mà rủ. Hôm qua bí mật. Đấy là cái phút lâm chung của cụ. Rất đầy đủ và chú đáo chứ không? Mình anh em mình không có điều gì ân hận cả. Cụ là cũng thỏa mãn như cô nói là cũng không phải chết non chết yếu. Lúc nào có nói tao không phải chết non nhưng mà
tôi cũng không phải chiếc non chiếc yểu nha. Đã 90 tuổi, ăn chơi dưỡng già mà. Nhưng nãy mình đi ngoài thì... Ôi nhà, ôi chỉ như con đau tay luôn nhà. Đi ông mang cái lần này về là ông bảo là chữa khỏe đấy. Bác ăn cơm ạ. Bác ăn, bác ăn đi. Không, bác quá buồn mấy cái chảy ra ngoài. Vui. Bố ăn nhá. 8 giờ 30 phút ngày mùng 1 Tết. Năm Nhâm Thìn. Không cũng nhiều không muốn ăn. Các con cứ đi ăn đi. Tất cả là tả phù hữu vật đang ở đây cả. Má mắt đấy, mắt đấy. Con nhìn con đấy. Nhìn con trai ấy. Cái con ngoài này. Nhà, một nhà. Toàn một gái ngon hết. Trai giỏi đấy. Bắt buộc cái này phải biết luôn nhỉ. Mùa đá là lâu năm đâu cần mùa này là đến đêm. Sắp trỏ nước mắt rồi. Nhìn bác trai đi nhá. Đúng là cái giờ phút mà giờ tôi xa mẹ càng gần, đúng không ạ? Câu thơ thế nào để bác Hiền nhỉ? Mỗi mùa xuân xa. Ai đọc cái bài thơ ấy tí tí? Tôi lại thêm một tuổi. Thôi thì một người đọc thôi. Nào ai đọc đi. Mỗi mùa xuân xa, mẹ tôi lại thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân xa, mẹ tôi xa mẹ càng gần. Dẫu biết như thế, tôi vẫn phải tin. Mẹ bác trai kỹ chưa? Bác trai xem cô nhìn cô chị kỹ chưa? Bây giờ không phải nói mùa xuân được nữa mà mỗi phút trôi qua. Thay thay luôn. Không phải bà nhìn bác là thay đấy. Nhìn thế là thay đấy. Nhìn thế là thay. Không nói chung anh em mình phải nát là cái gì. Chỉ đỡ mà. Cô bé của vợ chồng chú Vương không có khóc. Chết hôm gì đấy. Thế thôi nói những câu là rõ thôi, còn không nói một câu thôi, một chữ một từ thôi.
gì cơ, có bố. Cái đờm ấy, cái đấy nó sẽ chấm hết đấy. Cái đấy nó vít lên là nó vít hết luôn, thịt đường luôn. Ông nghe yên. Cái này yên nó không réo bụng như lọ, nó bụng réo. Ngày mười bài em ngày xưa cũng phải 10 ngày mới. Cô này thì giờ vẫn nét 10 mấy ngày thôi, 12. Qua hôm kia là thâm tím rồi. Hôm 26 mấy là còn 25 còn thâm tím rồi cơ. Thì hôm mấy cô ngồi đây làm gì nữa? Vâng, em ở đây thì đây thôi. Cái hôm mấy mình báo động kéo các cánh quân quay lại đấy. Vâng. Tưởng hôm nay cũng... Bà năm nay 8 mấy tên? 93, đúng rồi, tháng 93. Con mình sinh nhật 93. Là năm nay là sang bà thêm 1 tuổi nữa lúc mà. Chắc mình đưa cái gì ở đây nè. Chết ấm nè. Vâng. Xong luôn. Cái nó kia. Đúng rồi nhá. Cãi chót. Năm nay nó vợ nhé. Lúc đấy bảo hai mẹ con bác trưởng ngồi với bác Tàu, bác trưởng nó không phải. Bác Chiến hả? Bác nào ấy ngồi không phải hai mẹ con. Gần đây này nóng. Vấn đề gì? Cái đầu này bây giờ nó lên đầy mò mà là chết. Cố gắng cho đến mùng 5 theo lời cụ nói. Chẳng phải đâu, cứ chẳng phải là cứ đòi muốn cổ mình. Ông thì đừng đầm lên đấy mỗi người là cái. Nhiều người mỗi người. Chẳng qua là chỗ bà muốn thế đâu bắt đầu không xuống những người cứ lấy nó không nó động lại. Mát bà mát. Nhưng trong mặt mũi vẫn tươi chuẩn. Bây giờ mặt mũi tươi chuẩn là mắt bình thường này. Từ nãy nhìn khác, có thấy không? Vui. Giờ đầy bình thường nữa. Vui. Cái gì cho túi đấy? Dính mùi nước. Này, không lấy mùi nữa thôi. Có cháo ấy thì... Cháo đấy. Mua nhé. Không được. Có cháo để có. Nước cháo vừa bảo thằng Phương có đổ đây. Ra rồi. Không được. Không vào được nè anh ơi. Thuốc. Đến. Rồi gọi ý thì hôm nay của mày. Cố hết sức mệt lắm đấy. Vâng, cháu đã thăm thế được rồi. Chứ là bế bà lên là bà phải gồng người là lại mất thêm sức, lại càng nguy hiểm nữa. Phút chiều ngày mùng 1 Tết. Nhâm Thìn. Con chín thế nào? Cái nhà này đấy. Nhà cũng nuốt được con nha. Đấy.
con này. Nếu không nuốt được là ta làm một lọ đông trùng hạ thảo là ta thay cái kia đi. Ừ, tính hết cái này. Ừ. Đến là cái gì sữa? Không có cái này. Tính. Ừ. Tôi nghĩ là vẫn chưa. Chưa nuốt. Chưa xuống nữa. Mười. Mùng. Em mùng 2 Tết thì mùng nuốt đi ăn mùi. Sáng thế nào? Mùng sáng này. Mùi, đã được. Mùng sáng thế nào? Mùng 2 Tết đây. Mới rồi. Quá mồm đi. Ăn con to đi vừa rồi mà. Muốn nuốt đi. Quá to như nãy đi mùi. Ăn to như nãy. Ồ con em mà. Ui. 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 Nào. Ui. Tí quá đi. Uống đi. Uống đi. Ăn tí nữa đi mùi. Ăn tí nào. Ui. Mù có động đậy gì tay này. Ui. Ăn tí nào. Rồi tí con bảo nó thay chưa. Ừ thay nha. Uống nước đi, uống nước đi. Con thay liên tục mà sạch sẽ lắm. Mùi uống đi. Quá mồm ngoan đi mùi. Mùi. Ăn mùi. Đi. Ăn mệt đâu. Mệt đấy. Mệt chứ. Mệt lắm. Con uống cái thuốc là cho đỡ mệt nhá. Uống cái thuốc là cho đỡ mệt nhá. Nhá mùi nó khỏi. Ừ, là uống ham mồm nè. Ừ, kiểu như là ừ hơi chậm ừ hơi thôi mình còn là nhìn mồm đoán không tiếng nghe đi tiếng nhiều tiếng mùi nhỉ mùi nhìn thấy con đây không nè mùi nhìn đây mà mùi quá to đi rồi sáng mùng hai ban sáng uống thuốc á uống cho khỏe nhá đúng rồi nhìn thế là hôm nay cũng tỉnh hơn đấy. Ừ, quá lại tỉnh hơn hôm qua nhiều. Từ đêm cho qua cho con chiến đấu từng ngày một này, mẹ con mình chiến đấu từng ngày một đấy. Hai lọ đông trùng hạ thảo nó cũng tỉnh hơn hôm kia đấy. Này trong da này. Đang nhìn tới đây này. Uống được khỏe thôi. Mệt lắm nhỉ. Cũng không biết rồi. Mệt chứ. Uống tí nữa còn hai giọt. Uống tí, uống tí nữa thì hai miếng rồi hay là mua há mồm đi. Quá đấy, mua nước này. Thôi này. Tí con không để uống nghẹn đâu. Mua nước đi, mua nước đi, mua nước. Gà hiện đại như mua nhầy. Dài quá. Sạch sẽ. Đây có máy vả nữa này. Suốt ngày cứ nhìn gì đây dầm, có gì đây dầm đâu nhỉ. Sạch lắm, yeah. Thơm lắm. Lúc nào nó cũng rửa thuốc thơm đi mua nhé. Xây thơm nhé. Mua không có phải lo bẩn thưởi gì. Thế nên con một quây quần bên cạnh các cháu nó quây quần bên này. Thơm lắm. Không có mùi gà gì cả. Đúng rồi, đã Giấy thơm lau nhé, sạch sẽ lắm. Khăn lau giấy thơm. Xịn chứ không phải để khăn bông cứ đi tin đâu. Lau xong lần vứt sạch sẽ luôn. Không phải như bu là tích chữ chăn bông để lau đâu. Bu tích chữ hàng bao, quần áo rách này, chăn bông này. Dặn bao giờ ta ốm này, cứ lấy này mang lau được vứt đi. Bây giờ toàn bỉm xịn nhé. Khăn lau xịn, khăn thơm chứ bu nhé. Bu nuốt đi, bu nuốt ực đi. Ực đi cho nhà này. Bu nuốt ực này, ực này. Bu. Mùi. Ừ, đi. Mùi. Đấy, đi được rồi. Được rồi. Một tí nữa thôi. Luôn cho con nhà này. Dở quá. Bùn này nó xuống, nó bảo cụ ơi. Cô lên, cụ ơi, cô lên. Nhìn ra ngoài này. Nhìn đấy. Hôm nay cho bùn nó xuống này. Cho Minh Anh nó xuống này. Cho Dũng xuống.
Ngồi mặt cô hôm nay ra lại đẹp thế. Thế, môi hôm nay ngon lành rồi. Ừ, vuốt vuốt chưa? Đấy, vuốt 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 tí này. Ừ. Vuốt vuốt đi môi, môi. Ủa, môi. Vuốt cho ực này. Vuốt ực. Còn một giọt nữa thôi con cho nốt. Tí là theo uống nốt đi môi. Tí tẹo thôi. Môi. 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 Em mùng 2 Tết cho vuốt vuốt đi đi. Ăn môi. Sáng chứ nào. Vuốt sáng đi. Ui, đã được. Mất sáng thế nào, mùng 2 Tết đây. Mất rồi. Quá đi, quá đi. Quá mồm. Quá mồm hả? Ui. Ô. Quá mồm đi. Mất đi. Buông. Ui. Buông. Buông. Ừ, đã. Muốn nuốt chưa nuốt? Muốn chưa nuốt? Muốn nuốt tí nào? Muốn nuốt đi, ui. Buông. Ui. Ui. Tí nữa. Buông. Ừ, được. Ui. Nuốt đi, đã được rồi. Nào, vừa ăn mỏng cho tí nữa nào. Nào, tí nữa, tí thôi. Ăn mỏng to như vừa rồi mà. Uống nó đi. Uống ăn to như nãy đi, ui. Ăn to như nãy. Ô, con em mà. Ui, u, ui, u. Nào, ăn tí nữa. Uống đi, uống đi, uống tí nữa đi, ui. Ăn tí nào. Ui. Mua cái đậm đậy gì tay đấy. Nào. Ui. Bạn tí này. Rồi, tí con bạn nó thay chưa? Vừa thay nhỉ. Uống nước đi, uống nước đi. Con thay liên tục mà sạch sẽ lắm. Buồn bú uống đi. Quá mà ngoan đi bú ơi. Buồn. Bú. Ăn đi. Ăn mệt đâu. Mệt đấy. Mệt chứ, mệt chứ. Mệt lắm. Con uống cái thuốc để cho đỡ mệt nhá. Uống cái thuốc để cho đỡ mệt nhá. Nhá, uống nó khỏi. Uống đấy, uống đấy. Ừ là uống há mồm nè. Uống há mồm. Ừ kiểu như là ừ hơi chậm. Ừ thôi mình gọi là nhìn mồm đoán không, tiếng. Không, nghe đi tiếng nhờ tiếng. Ừ nhỉ. Cô nhìn thấy con đây không? Nè. Cô nhìn đây mà mùi. Quá to đi. Ừ rồi rồi. Ừ. Ui. Ừ. Sáng mùng 2, ban sáng. Uống thuốc á. Uống cho khỏe nhá. Đúng rồi. Nhìn thấy. Ừ. Ừ. Thế là hôm nay cũng tỉnh hơn đấy. Ừ, quá lại tỉnh hơn hôm qua nhiều nhé cô nhỉ. Từ đêm cho qua đều con chiến đấu từng ngày một này. Mẹ con mình chiến đấu từng ngày một đấy. Hai lọ đông trùng hỏa thảo nó cũng tỉnh hơn hôm kia đấy. Này trong da đấy. Đang nhìn tớ đấy này. Uống được khỏe thôi. Mệt lắm nhỉ. Cũng không biết rồi. Mệt chưa? Uống. Mệt. Uống tí nữa, tí nữa còn hai giọt. Uống tí nữa thì hai miếng rồi, hay là mua há mồm đi. Quá đấy, uống nước này. Được rồi. Tí con không để uống nghẹn đâu. Uống nước đi, uống nước đi, uống nước. Gà hiện đại như mua nhầy. Dài quá. Nó sạch sẽ. Đây có máy vả nữa này. Suốt ngày cứ kinh gì đi đây dầm, có gì đi đây dầm đâu nhầy. Sạch lắm, thơm lắm. Lúc nào nó cũng rửa thuốc thơm như mua nhé. Xây thơm nhé. Mua không có phải lo bẩn thưởi gì. Thế nên những con mà quây quần bên cạnh các cháu nó quây quần bên này. Thơm lắm. Không có mùi gà gì cả. Đúng rồi, đã ừ. Giấy thơm lau nhé, sạch sẽ lắm. Khăn lau giấy thơm. Thì chứ không phải để khăn bông cứ tứ tinh tinh đâu, lau xong lần vứt sạch sẽ luôn. Không phải như bu là tích chữ chăn bông để lau đâu. Bu tích chữ hàng bao, quần áo rách này, chăn bông này, dặn bao giờ ta ốm này, cứ lấy này mang lau rồi vứt đi. Bây giờ toàn bỉm xịn nhé. Bỉm xịn á. Khăn lau xịn, khăn thơm chứ bu nhé. Bu nuốt đi, bu nuốt ực đi, ực đi cho nhà này. Bu nuốt. Bu nuốt ực này, ực này. Bu. Buồn. Ước lý. Buồn. Đấy, đi được rồi. Được chưa? Được rồi. Một tí nữa thôi. Ước luôn cho con hèn này. Dở quá. Buồn này nó xuống nó bảo cụ ơi. Cô lên, cụ ơi, cô lên. Nhìn đâu này. Nhìn đấy. Nha, hôm nay cháu buồn nó xuống này. Cháu Minh Anh nó xuống này. Cháu Dũng xuống. Mình anh nó xuống, mặt cô hôm nay ra lại đẹp thế. Thế, không, môi hôm nay ngon lành rồi. Ừ, bút nuốt chưa?
đấy, vuốt 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 đi này, ờ vuốt vuốt đi mua 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 vuốt rồi ực này, vuốt ực còn một giọt nữa thôi còn cho nốt tí nữa theo uống nốt đi mua tí tẹo thôi mua mua nốt đi quá đi quá nghe đấy hết không bỏ mua mệt không bỏ mua mệt lắm tí đâu có một tí mà có một tí thì gì được rồi. Cố lên buồn. Cố lên cụ ơi. Cố lên cụ ơi. Cố lên cụ ơi. Cố lên. Thôi. Ngày mùng 2 Tết. Má mùa Bạc Phượng. Nuốt nào. Xuống thăm bà. Nào. Đấy. Ui. Nuốt đi. Nuốt à? Nuốt đi. Nuốt đi. Ui. Ui. Nuốt đi. Không chuyên ngành, không đúng nuốt bác sĩ. Nuốt nào. Bác sĩ. Đấy, nuốt. Làm hóa mồm nào. Cú nuốt đi. Cú nuốt đi. Cú nuốt nào. Cú nuốt đi. Cú nuốt đi. Cú nuốt đi. Cú nuốt được con. Cái cổ chữa cái đấy chưa nuốt không được bơm mà nhá. Cú nuốt được con. Ui. 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 Cú nuốt đi. Cú nuốt được cho con nhau nào. Cú nuốt được đi. Ui. Ui. Đã đông rồi. Hết rồi. Anh ấy con gì? Lấy hộp nữa. Rồi. Một người nha. Em không nhớ gì. Chín, mười giờ. Mười giờ ngày mùng ba. Này, ba Tết. Buồn đúng là không chịu xúc miệng con kinh hết. Sao mà... Cái đấy là điểm lạ đấy. Cái đấy là cẩn thận. Đấy, đấy chết mất. Đấy, bay bao nhiêu nhé, nhìn bao nhiêu nhé. Mở mắt lên lại, nhìn lại bao nhiêu này. Lắc lắc đi tí chú ạ. Uống tí nữa nha. Uống tí nữa nhá. Co đờm nó hay kéo. 10 giờ ngày mùng 3, Tết. Sắp đi giờ bao nhiêu rồi. Còn một tiếng đồng hồ mới bao yên. Đấy, quá, quá. Quá đấy. Nuốt trên là đẹp. Cứ động há miệng này. Bùn nước, bùn nước. Đừng thật, đừng thật. Bùn nước đi cho anh em con mừng. Bùn nước đi cho anh em con mừng. Bùn nước đi. Bùn há mồm đi. Há mồm ra. Đấy, rồi, nhiều quá bác. Nhiều quá rồi. Nhiều quá. Bác sạc có nghe bác sĩ bây giờ nha. Mép ăn nửa xê xê thôi. Mua đi. Bấm chân mép ấy. Mua đi. Rồi, mua đi. Mua đi. Mua đi. Mua nhìn đây. Đấy, lại ha tiếp. Nhìn ha tiếp. Cái trò ít một thôi. Cho nửa đến đấy thôi bác ạ. Nhìn bác Huyền đây nào. Mua nhìn bác Huyền đây nào. Huyền bên đây mà. Cứ cho hết được. Còn ít nữa. Đấy, được hết hai lọ lâu thế, ngủ lâu thế. Nuốt chưa? Nuốt chưa? Gọi đi không đấy. Ui, ui, ui. Há miệng nào, há miệng nào. Đấy. Rồi, rồi, nuốt đi. Đấy. Cẩn thận, cẩn thận. Nuốt ra, nuốt ra. Ừ, ực 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 rồi rồi không khè khè nữa rồi quá 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 mồm à đấy quá nghe đấy đấy vui nha nuốt đi nuốt đi buông mở to mắt ra xem nào xem mắt có cái gì nào nuốt đi bỏ nuốt bỏ nuốt đi nuốt đi đã nuốt đi đã ực 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 nào buông ực cái nào nuốt đi nuốt đi nuốt rồi thôi rồi. Thôi rồi. Bấm nút đi. Như vậy để luôn đi con đấy. Gọi luôn cho nuốt đi. Rất là nó nốt nhá. Uống nốt nhá. À. Quá đang quá bằng nước nữa này. Rồi. Thế rồi. Cũng là bằng luôn nốt ực nhá. Rồi. Nốt ực kia này. Bác xiển lên vừa vừa thôi. Thôi. Hết rồi còn gì. Đấy rồi.
Thế rồi, nốt rồi. Tiếp tiếp con không? Ăn còn chưa ăn ngon lắm. Rồi, ngước ngược như nào? Ngước cái ngược như nào? Vui, vù. Ngước như nào? Rồi, rồi đấy. Tí nữa nhé, vù nhé. Còn miếng nữa, vù, còn miếng nữa. Tí nữa là, đấy. Thế. Cố gắng lắm. Rồi, thế rồi. Nhọc đấy, nhọc nhọc lắm, nhọc lắm, nhọc lắm. Bố nghe đấy nói không? Bố nghe đấy. Những người già, cảm lạnh, cảm lạnh, nhọc lắm. Anh ta biết, cậu anh biết. Cô bà trong quê. Đi. Bố mệt không? Đấy. Mệt. Nó cứ bảo là không nói mệt, không nói được. Bố đi lâu ngủ lâu quá. Hạn chế hỏi thôi. Thôi. Tôi sợ rằng đấy là chút sinh lực cuối cùng. Tôi cả to rồi, cả sáng. Làm được hai bình nữa là được rồi. Được rồi, cho ăn đi. Không phải đó, cho nằm yên thôi. Cả này nó béo. Cái cà chua này nó rã miệng để mà ăn. Để mua cái mắt nhá. Cái mặt nó mua mở cho sáng nhá. Để mua nhìn nhau là ăn ở bên trong bên ngoài nhá. Cái miệng thôi. Hai tóc ăn tóc dài nhá. Là này tóc mà ngắn lắm. Tao huyền nên tao còn dài. Mỗi lần tao ngắn. Còn đầy thì chứ. Hai to con cho con cua bên trong. Hai to là con chửa bên trong. Hai to. Hai to ăn chửa bên trong mà. Thăm trong mà. Hả? Vâng. Mệt. Mệt quá. Mệt. 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 Cười hỏi to thôi rồi, thôi rồi, trả lời lại, thôi rồi, buồn ngủ. Đi bình ngồi đấy, bình ngồi đây, bình ngồi ghế. Nhọc không bà ơi? Hai đôi. Có nhọc không? Nhọc. Mẹ nó thay nhá. Bà ơi, mẹ nó thay cho bà nhá. Con cháu hoài đông đông lắm. Cường cổ lắm. Quay thế này được. Cụ bây giờ không nên quay quận cảnh, cận cảnh quá, xấu. Con cháu quay còn đông lắm. Vui lắm. Đã ăn Tết như cũ vui lắm. Ăn Tết với cụ hôm nay, năm nay là tập trung đi ăn Tết này cơ. Con già hết rồi. Con già, con gái đầy đủ hết. Không thiếu người nào. Hồi xưa ông còn sống gì nhỉ? Cứ bao giờ Tết mùng 3 ra là ông đã ra để treo ông
ông chặt the xong rồi ông đan cái giỏ, ông bắt cho con gà. Bản thân đấy mà. Bắt cho con gà. Bản thân của ông. Ông ấy chặt tre là cháu đứng đằng sau, ông rút cái này chọc mắt đây, để vẫn còn cái sẹo đây, tí vào mắt. Bây giờ mà cứ bảo các cháu chuẩn bị ra phòng ấy là chặt. Ông xoáy cái này xong cái giỏ. Xong cái giỏ là cho cháu con gà. Hồi xưa cháu bé về chỉ thích nhất là cái mít của bạn. Cái mít sao ăn thì chán mà để cái nhiều quả mình cây nó bị sượng cũng dài đấy rồi con cây tựa là cổng cái gian nhà ba gian đấy nó dài ngay thế xong rồi và người ra cứ nhìn vào cái gầm giường của cụ bác bao giờ nhưng mà chả thích cụ cho thì chả thích cụ cho thì nó sượng cụ không cho đấy còn những cây ngon thì nó lại muộn. Không chỉ nhìn gầm giường cụ xem có mít cụ có cho không, mít cụ cho à. Thế bây giờ vẫn nhớ mít của cụ. Cái mít của cụ không ngon dạ, cây chín sớm thì không ngon. Mua dạ cụ không cho. Chân là cứ vẫn cứ co đẹp. Tái đi xong rồi là uống cái thuốc kia vào. Cái thuốc vào cái này dạ. Thế dạ. Thuốc đúng rồi, mua là tốt. Đấy. Thuốc mua ở bên trung tâm. Ông này mang lại thuốc. Lúc ông gọi là bắt đầu là đang trên đường đi. Tôi quên gì ông? Đưa ông bảo anh. Quên ông thuốc cho ông. Ông gọi điện cho ông. Tiểu lúc chuẩn bị hết này. Ông này qua trốn về 2 tiếng đồng hồ lấy thuốc nhưng xong lại quên. Quên nọ mua. Không như ở đây có. Đây không. Hôm nay là không. Hôm nay là không. Còn nếu mà bắt được ra thì. Thì chúng ta thì mang ra nghỉ không được thì mang ra những gì mình là người ta đến tháng tốt thì không lại muốn gặp lại vấn đề nhưng mà mình mua được thuốc xịn cơ bây giờ nó ai bán nhiều cái thuốc thì đi mình mua qua nó mua mà lấy tận gốc mấy trăm nó được rẻ chứ nếu mà mua cho nổi 800-900 đi qua lại được 800 của ông hồi xưa sống còn nuôi vịt thịt ăn Tết ngan mà ông nuôi con ngan thịt ăn Tết to lắm ngan cô bảo là thịt nhà không ăn là hết để con cháu về đông thì cô mới thịt toàn là bán chưa muốn đem trong đấy toàn mùa đông thì to mùa đông về mới phải ăn thịt sáng mai thì người này thì đông qua cắt cũng nay môi bà tươi. Này mình đổ sắt, da hay đổ vào. Ừ, tôi không biết đổ khi được cái thuốc này này. Thì mới da lại bắt đầu cái nửa lọ. Hình cái chân kia cũng muốn nhấc lên. Chân này lúc nào cũng được. Cứ nhấc lên là cũng nhấc lên nhấc xuống. Cũng muốn nhấc lên. Sợ qua nhà mà không nhấc lên thì chân đến lên nặng. Cái gần nó cứ rút. Lúc cái lại ngoài lên, lại rút lên, lại thò xuống. Cứ thế lại đào. Nhấc cũng muốn coi lên. Đổ nấu rượu thì. Nốt chỗ này nhá. Nốt đi. Biết được cái giải quyết. Ui. Nốt cho nó. Ui. Phải đánh đứng cái giải quyết. Ui. Há mồm lắm không? Mút rồi. Đấy, mút rồi. Mút đi. Mút chưa? Cháu nó làm điện như vậy này nhỉ? Đấy nhỉ? Mút chùi trông trùi của cái nhà. Toàn sữa nhỉ? Ngon thế. Mút chùi trùi. Đấy, cũng ngon. Luôn đấy. Mượn của bác Hoành cái này đấy chứ. Uống nuốt đi. Làm nhớ ngày cảm giác biết bác. Cứ thế xe. Thôi nhé. Máy massage. Hết rồi đấy. Massage mặt. Thôi nhé. Mày đi làm đâu. Massage cho nó bồn mẹ đâu. Massage cho nó bồn mẹ. Buồn nó không biết được không có nghe cái gì cái này có cái heo để giết xong luôn.
quan muốn được quan muốn mạnh nhau muốn mạnh nhau hết rồi hết rồi muộn trong uống nước không 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 thế này đây là bộ phận thay bỉm cho cụ công tác vệ sinh cũng được thực hiện rất là chu đáo. Quay có nhìn thấy gì đâu mà chỉ thấy hai cô đằng sau và cụ trước. Quay hai cô với cụ lạc của cô. Rồi được rồi. Nhiều. Bảy tặng cho anh bao nhiêu à? Nhiều cũng chơi. Khả năng hôm nay là nhiều đấy không phải ít đâu. Nhưng mà được cái bà cụ nhà mình cũng đúng mức chứ. Quá trời người cụ già nghiêm túc bà cụ già bà cũng sự nghiêm túc. Thôi hết đó. Bà cụ này có cái nền không ạ mà lại trực tiếp được cái rèn luyện của bà. Của bà cho nên cái ảnh hưởng của cụ đối cụ này là rất mà nhiều. Bà định là định ảnh hưởng bà thật. Cụ mẫu mực lắm đấy bác ạ. Xưa em ăn chín nhầm bè đấy không nhỉ? Cụ cứ đọc thư chi nghe dài lắm. Cụ dặn em này chứ nếu mà nó đi nghi gái thì con cứ lặng ngắt con đừng nói gì thì nó đánh cho. Được chưa? Bà về nghe đi chưa? Đấy. Nó mang về cho mà ăn con ạ. Cụ không thêm. Bà bộ của mình. Nhưng mà bà cụ già là cô uy. Thế nói ví dụ thế này này. Cả một đoàn người đi vất hương. Bác cửa xong các nhà người ta vào được nhưng riêng của cụ không bao giờ vào ra bà. Không ai dám vào. Bác ơi, người ta nó có uy nói một câu là 100 kẻ nghe, 1000 kẻ sợ. Nên cụ nói một câu cái là người ta đi lạc ra chỗ khác nào. Không đứa nào dám vén. Nhưng mà vừa nể mà lại vừa kinh. Chắc là những người nào để ít là cụ đều cho mà ít. Đấy chứ không người. Chứ không người nào về tay không đâu. Khoanh vòng. Vâng. Là một chỗ có rươi cụ đơm. Có những người vô tâm vô ý thì nói ví dụ những cái việc, ví dụ cái việc lao động thông thường hàng ngày có cái quan cái gánh thì dụ đáng lý cái việc đấy là nhà nào phải có hoặc là thậm chí không cũng có mà phải có mấy đôi biết quan thôi. Thế nhưng mà động cái là đi mượn cái gầu tắt nước hay là cái dùng phổ thông hàng ngày, cái cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng mà có mỗi cái thì là đến có hôm nay có người tắt nước mà cần tắt cái lại phải đi mượn. Nhưng nhà ông thiếp là ngày xưa sang mượn của các cụ là mượn thường xuyên, vẫn cho mượn thường xuyên. Nhưng mỗi lần mượn đều là một lần nhận trình thị bác không phải mình thì không phải bà cụ bác không biết bác Thuận là không biết đâu bác Thuận nghe không hẳn hả em hẳn không biết gì cả tức là nhắc nhở sắm đấy mà làm bác không phải đấy mượn nhà mình mượn nhiều mượn qua cái này anh biết gầu cũng nặng cũng mấy cái gì cũng có muối tôi nói bác nghe nhé nhưng nhà người ta chỉ mua 1-2 cân thôi vài dành để vắp nhà bát đĩa chai lọ để đầy ở bếp cắm xuống cát ở bếp ấy. Cần cái chai nhấc cái lên trong đi rửa để đựng mắm bác ạ chứ không phải nhà quê không phải như thành phố bác nhỉ tôi có nói không có sai từ cái bát chích yêu cho đến cái đĩa dùng là nhiều có hết thực tức bên cường không phải không bao giờ nhỡ không bao giờ có nhỡ cái gì cả. Cho nên là bà cụ sẽ đợt sau là về sắm 4-5 mâm bát bình thường, 6 mâm bát bình thường. Cụ đấy mua nhiều đấy còn thêm nhiều mỗi lần về đủ. Còn ông bát thì trời ơi, cứ 5 mâm, 4 mâm là đủ bát đũa không phải mượn. Đang là đang nhất là giỏ chú chống và mượn bát đũa. Mùa chú chống người ta mới chụp cái giỏ. Nó đang mình có cái giỏ mới ra mình tưởng mình đi mới nhất đồng. Thế đứa nào có giỏ giống như vậy? Là nói với các bác luôn nghe là cái vẫn tôi nó nói với con là gia đình có lúc nó đến cái lúc mà nó rất cần thiết như thế đúng là cái công lao xây dựng của cụ bà ngày xưa hai cụ nằm đây với lại cụ ông nhà mình cũng nói là nó lớn vô cùng tự nhiên cứ dần dần đánh mất lên cái đấy mình phải cần rút kinh nghiệm nói với các bà nha xây lên không được người xây lên là khó người đấy mất một cách là hững hờ rất vô tình những cái nó thật chứ còn không ai có cái gì đâu ngồi nghĩ anh em mình không có một cái gì cả yêu thương nhau quý trọng nhau một đùng gái nhau các cụ cũng buồn mà thiên hạ thì nói thật đấy người ta nó những người đi xa ấy, người ta nói đến gia đình nhà ông Cồn gia đình bà cụ Cồn người ta quý lắm
Dạ đấy là người ta học hành, dạ đấy là người ta đối xử là có đầu có đuôi, có nhân có nghĩa, nói nên nói thật, đặt lời, cất lời là có những cái việc người ta biết không? Cần là người ta có mạch bắt chấp thiện công nhân lắm, công nhận lắm. Thì đến bây giờ tôi nói thật với bác này, nó ở cái tình cảnh như thế này thì cũng không phải là một ngày hai, ngày một ngày hai mà lấy lại được. Dần dần rồi mình làm lại, mỗi người ở vị trí nào thì phải làm một vị trí ấy để lấy lại dần dần. Chứ có những cái không làm lại được, nhưng phải trách nhiệm phải làm lại dần dần. Ông cụ nhà mình nổi tiếng trong vùng vĩ đại lắm, những người ở đi xa về gần những người ta nói với ông bà này là người ta nói vĩ đại lắm, bác Huyền bác Thuận vĩ đại lắm ấy, chứ không phải đơn giản đâu. Không có ở vùng ấy không có những người như thế. Con tôi cùng con cái nó đến cái giai đoạn nó bát nháo nên tự nhiên không có cái gì mà tôi cùng thành chuyện to. Bà con cái lớn là lớn, tức là bà lão ở lại là nuôi cả chồng với hai người con. Nuôi chồng như thế là dệt 3 năm không còn cái gì. Liệt. Liệt dệt ấy, và xuất huyết não thì sẽ liệt người 3 năm rồi chết. Nhưng mà tôi ngồi tôi nghiên cứu cái bệnh của các cụ là có thể là các cụ bị bệnh kinh tọa. Dòng máu của các ông là bị một thần kinh tọa, một thần kinh ấy. Nên là cũng không biết. Tai biến. Tai biến. Tai biến. Nói thế là các cụ nói thế là tai biến. Thế mà người ta không mà là cũng làm nên có tai biến thì đã có 2.000 người tháp. Tai biến vẫn thế là bằng bằng 40 tấn lại. 40 tấn tháp trong nhà. Mà thầy nông dân ở trong nhà ấy. Thế còn những cái ông một người cùng ngọ hoàng ấy cũng là từ cậu gần đến cậu xa là cậu tết. Cậu nào là đến là cũng kim ma giúp đỡ. Mình người ta mới giữ đấy. Chứ chị là cô là biết thân cô thì không ai ta giữ được. Các ông họ đỗ họ giết thì các ông họ ngọ họ kia là người kim ma. Ừ. Khéo lắm. Khéo lắm, đùa rồi. Đã khéo lắm. Thế thế nhưng mà... Khéo lắm, khéo đúng nghĩa của nó là khôn khéo. Chứ không phải... Không ai chê một câu nào chê được bà. Rồi đó. Cũng đấy. Cậu cũng nào cậu. Đấy, cũng đấy. Đấy, cậu cũng đấy. Đấy, cũng đùa đâu. Bà cũng rõ thì khéo lắm. Bà học vợ ông quyết tư bảo đó. Ngủ cái lưng bà vẫn nói chuyện là trước tôi... Lại nói tục đi chết. Bà cũng đi ấy, bà cũng đi bắt cái thì tôi cũng cho con theo mấy. Bà cũng cứ đi bắt cái nhanh ấy mà mình bắt không được. Thế mà... Các đoạn đường đục đầy rõ là con trả được con nào. Từ bỏ cái chỗ vũng chân người ta đi rồi đấy. Thì là có. Thế là bây giờ cũng bỏ. Một đồng rồi. Ngày hôm nay con nước chỗ này, con nước thế này thì bắt ở đâu? Kinh nghiệm thuộc đồng rồi. Thay hỏi cũng không chả có cái gì, chả có cái bệnh bạ. Chả có cái gì. Chả có cái gì. Nhưng mà về ba giờ. Về mà cũng đầy rõ mà những ngày kia không có. Thì không phải con. Chỗ này không có thì chạy liền, chứ không phải là cái chuyện gì kích mạng. Hai bà cháu đi bắt cái, cứ đi từ khu 8. Xuống dưới bác ạ. Xuống dưới 12. Bảo thì đi rất nhanh, bắt cái cứ lần không có khoảng ai. Mình người ta đều ca ngợi một trong những cặp đôi vĩ đại của cái vùng ấy. Từ gần đến xa người ta biết tôi, người ta biết anh em mình, người ta bổ đến gia đình này thế nào, người ta nề nếp ông cụ là bà cụ là người vĩ đại. Người ta suy nghĩ về mình khác với anh em mình nghĩ ở ngoài, bởi vì mình có mình không thấy được cái quý của nó đâu. Não. Thay quần áo cho mình cứ ngày hai ngày thì tắm thay cho mình, tí nó cũng sạch sẽ thơm tho. Vâng, dễ chịu. 17 giờ ngày mùng 3 Tết. Muội muốn nhà đằng thôi, đi nhà đằng sau. Đi nhà sau. Em vừa lên cái tay lên tay lên phần mà anh lo lắm. Ngón tay đó. Lau ngón tay, lau bàn tay, xong lau khuỷu tay, tắm mình tắm còn lại còn cảm cho anh. Nách giữa hai tay mới bị nách thôi. Nách thôi, không có lau người luôn. Xong rồi mặc áo luôn. Nhưng mà nặng như là nóng đấy. Cái này nó nóng. Muốn ra. Thôi xong rồi. Bây giờ cưới bên đây trước hay bên đây trước? Cưới bên đây trước. Cưới bên này. Mặc bên này trước. Hôm nay là nghiêm rồi. Hôm nay nào? Bây giờ cứ để nguyên. Hôm nay là nghiêm rồi. Cởi ra xong rồi lau xong rồi mới cởi áo. Còn lòng tí nách không? Lòng nách rồi bác.
không có lòng rồi. Anh thì không cởi áo ra là anh đi ra ngoài luôn. Xong hôm ấy không cởi áo xuống ngay luôn. Cởi áo ngay. Cho bố tí nước vào đây. Nước sôi, không lấy cái thìa đi. Ui. Bà bây giờ chỉ dấp nước thôi chứ đặt nó làm gì. Đây, cho mày đi, chị bác xa cho. Bà người hát mà. Đếm đem ra. Ui. Cho đúng vào cái. Còn nữa đây mày. 18:30 mùng 3 Tết. Không. Nghĩa là. Ăn đi. Ăn đi. Ăn cá nhiều. Cho vào cái ấy, cho vào cái dây ấy. Rồi 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 rồi. Tí lọc lại luôn lại. Chứ đừng bơm cái bơm hỏng bơm vào lưỡi là nó xuống hỏng. Bơm hai bên mép. Bơm khe răng quá rồi. Nó tụt qua lưỡi là cảm nhận được là vừa tiết nó xuống vừa. Luôn lại. Lẻ tí bọt có một tí. Cho nên người có chẳng là không cho ăn là cách này cứ đi xẻ cho ăn không cho ăn thì nó sạch cái thôi thế là chết đuối cái gì mùi nhiều mình thấy đâu nhỉ lúa đề có cái hạt nào phù lè đó nha có hạt nào không bà ơi rất ngon. Thôi. Thôi. Cơm nữa này, có nhìn chưa? Có hạt mà lại lọc mà muốn. Tính nó không. Cho nên mày suốt cái thời kỳ rồi nha, mình cho ăn không phải học nào rồi, đúng không? Cho tay vào nắng thì cũng rất ngại. Không phát hiện ra người cụ nhãn hết. Nhận rồi. Thế mà sơ suốt đóng đỏ. Hai em chị ngồi nhìn tin thêm, cũng nhận thật sự là không bao giờ cũng nuốt xuống.